Xin chào tất cả anh chị em trong gia đình Silesian Việt Nam và quý khán giả đang theo dõi video này. Trước hết xin giới thiệu với mọi người, cha du xe Nguyễn Thịnh Phước, đặc trách việc đào luyện trong tỉnh dòng Silesian Việt Nam từ năm 2015 đến nay. Trong những năm qua, cha đã chuyển ngữ nhiều tài liệu mang tính giáo huấn và đào luyện của hội dòng để các anh em tu sĩ Silesian cũng như các thành viên gia đình Silesian Việt Nam sử dụng và học hỏi. Hôm nay, Ban truyền thông của tỉnh dòng có một cuộc phỏng vấn ngài về một tài liệu của hội dòng vừa xuất bản liên quan đến việc đồng hành với người trẻ mà ngài vừa chuyển ngữ. Xin chào sư Maria Hoàng Ngọc Yến cùng tất cả quý vị khán giả. Như quý vị đã biết, cách đây một năm, Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta đã ban hành tông huấn Đức Kitô Hằng Sống. Đây là kết quả của Thượng Hội đồng Giám mục về Người Trẻ, Đức Tin và Đồng hành Ơn Gọi. Xét như là các thành viên của Đại gia đình Salesian là những người sống và làm việc cho giới trẻ, đồng hành với người trẻ là lẽ sống cũng như là việc phục vụ hàng ngày, cách riêng của anh em Salesian. Tu hội Salesian cũng đã học hỏi đề tài này, và việc học hỏi này đã thực hiện cùng một lúc với việc chuẩn bị Thượng Hội đồng. Và kết quả việc học hỏi này đó là tập sách Salesian Trẻ và Đồng hành. Khi nói tới Salesian Trẻ là những người đã bắt đầu bước vào giai đoạn được hội dòng huấn luyện, là các bạn thường sinh, rồi sau đó là tập sinh, hậu tập sinh, các thầy thực tập gọi là tập vụ, các thầy đang học thần học để chuẩn bị khấn trọn đời hoặc là chuẩn bị để chức chức linh mục, tức là các Salesian sư huynh và các Salesian tư giáo. Và sau khi chịu chức linh mục 5 năm hoặc sau khi khấn trọn đời 5 năm đối với anh em Salesian sư huynh ở thời kỳ ngũ niên, đây là những thành phần đã được, đang được và sẽ được chuẩn bị để đồng hành với người trẻ. Ngoài ra còn một nhóm nữa, đó là chính những anh em đang trực tiếp đồng hành với những người trẻ này, và kinh nghiệm của những anh em đó được mời gọi chia sẻ. Và như thế, cái kết quả của việc học hỏi này được tham khảo và được đúc kết từ nhiều thành phần trẻ trong tu hội Salesian để rồi có được tập sách đưa ra đường hướng và hướng dẫn cho mọi người đang được đồng hành hoặc sẽ là những người đồng hành với người trẻ. Đề tài này chắc chắn có tầm quan trọng rất lớn cho giáo hội, nhưng như là thành viên của đại gia đình Salesian, anh em Salesian muốn đóng góp cái việc đồng hành này theo khía cạnh đoàn sủng của mình. Vâng, xin cha cho mọi người một vài cái giới thiệu về tập sách mà cha muốn quảng bá ngày hôm nay. Vâng, như tôi đã nói là kết quả này được đúc kết từ 4.000 các thành viên để trả lời những bản điều tra gọi là bản thăm dò, bao gồm việc họ hiểu thế nào về đồng hành, họ đã được đồng hành ra sao và họ cần được phải đồng hành như thế nào. Vì vậy, cái đối tượng đương nhiên trực tiếp là những anh em Salesian. Thế nhưng, những anh em này cũng đã là những người trẻ trước đây và sau này họ cũng sẽ là người đồng hành người trẻ. Vì vậy, tôi tin nhận rằng tập sách này không chỉ giá trị đối với anh em hội viên Salesian mà còn có giá trị đối với tất cả những ai quan tâm đến người trẻ, quan tâm đến việc đồng hành với người trẻ. Vâng, và thưa cha, khi mà cuốn sách hướng tới một cái đối tượng rộng rãi như thế, hẳn là tập sách có nhiều điều hay và nhiều điều cần học hỏi cũng như là áp dụng vào thực tế, phải không cha? Vâng, như chúng ta biết, hiện nay giáo hội rất quan tâm đến người trẻ. Nhưng mà quan tâm như thế nào? Và người trẻ cần gì nơi giáo hội? Hoặc họ là thành phần của giáo hội, họ cần gì nơi những người hướng dẫn họ? Chính vì thế mà tập sách sẽ giúp cho chúng ta hiểu người trẻ hơn và đồng thời chuẩn bị mình hoặc điều chỉnh mình để mình có thể trở thành những người đồng hành người trẻ một cách hữu hiệu nhất. Vâng, để cho phong phú hơn nữa thì cha có thể giới thiệu cho mọi người về phương pháp mà nhóm biên soạn đã sử dụng được không ạ? Nhóm biên soạn
đã sử dụng một phương pháp của giáo hội trong những năm vừa qua, gọi là phương pháp phân định thiêng liêng. Tuy nhiên đây không phải là một cuộc điều tra xã hội học, nhưng là một sự lắng nghe Thiên Chúa nói thông qua thực trạng của người trẻ, lắng nghe Thiên Chúa nói qua giáo huấn của giáo hội, qua truyền thống của hội dòng, và rồi đi đến những cái quyết định, chọn lựa những hành động để thực hiện. Vì vậy, phương pháp này được dựa trên 3 bước. Bước thứ nhất đó là nhận biết hiện trạng. Chúng ta không thể nào áp đặt cái nhìn của mình, ước muốn của mình trên người trẻ, mà phải lắng nghe xem người trẻ muốn gì, họ hiểu đồng hành ra sao, họ đã được đồng hành thế nào, họ mong muốn giáo hội đồng hành họ ra sao, trên phải hiểu cho rõ cái thực trạng ấy. Bước thứ hai là sau khi nhận biết được thực trạng thì chúng ta phải dựa vào giáo huấn của giáo hội, truyền thống của giáo hội xưa đến nay, cũng như là cái khía cạnh đóng góp của hội dòng trong truyền thống hội dòng về vấn đề đồng hành này như thế nào. Nhờ đó chúng ta nhìn thấy đâu là những thế mạnh mà chúng ta cần được tiếp tục và phải phát huy, và đâu là những giới hạn, những thiếu sót hoặc những lỗ hổng chúng ta cần phải điều chỉnh. Để rồi sang phần thứ ba là phần hành động. Và tuy nhiên chúng ta không làm được tất cả mọi hành động, mà chúng ta phải chọn những hành động ưu tiên để chúng ta có thể thực hiện việc đồng hành tốt nhất. Thì công việc này cũng tương tự như là một cái việc mà chúng ta trong một tiến trình được đào tạo liên tục, không những cho những người đang được đào tạo, bắt đầu đào tạo, mà còn cho những người ta gọi là đang trong tiến trình, gọi là thực hiện cái sứ mệnh của mình đối với những người trẻ. Vâng, trong ba phần của tập sách thì theo cha, phần nào là quan trọng nhất? Đương nhiên, cả ba phần nhận biết thực trạng, hiểu biết những gì Thiên Chúa nói qua truyền thống giáo hội, qua truyền thống hội dòng và chọn lựa những hành động, ba phần đều quan trọng. Nhưng đối với tôi, đứng về cương vị đặc trách đạo luyện, thì chúng ta sẽ không thể nào thực hiện được việc đồng hành nếu chúng ta không hiểu đồng hành là gì. Vì vậy cái phần thứ hai trình bày cho chúng ta biết đồng hành là gì và chúng ta cần phải làm những gì có lẽ là phần quan trọng nhất. Để khai triển cuốn sách này thì trong tương lai cha dự định sẽ có bao nhiêu chuyên đề mà cha muốn trình bày cho mọi người? Theo tôi dự kiến, để chúng ta có thể nắm bắt một cách hữu hiệu, kỹ lưỡng tập sách này, có thể tôi phải chia ra làm 5 buổi học hỏi. Buổi thứ nhất, chúng ta nhìn đến cái việc đồng hành hiện nay, các người trẻ có thực sự được đồng hành hay không? Và đồng hành họ đang nhận lãnh nhận là như thế nào? Buổi thứ hai, chúng ta phải hiểu đúng ý nghĩa đồng hành là gì. Và đối với gia đình Salesian, thì đồng hành người trẻ theo lãnh đạo Salesian Don Bosco được hiểu như thế nào, cần được thực hiện ra sao và ở đâu. Buổi thứ ba, chúng ta sẽ tập trung trong nhiều dạng đồng hành khác nhau. Thì có một cái dạng đồng hành gọi là đồng hành thiêng liêng cá nhân, mà trước đây chúng ta thường gọi là linh hướng. Vậy thì đâu là diễn tiến của việc đồng hành thiêng liêng cá nhân, đem lại những lợi ích nào cho người trẻ? Buổi thứ tư, ngoài việc đồng hành cá nhân đó thì còn có đồng hành của cộng đoàn. Cộng đoàn cần đồng hành với người trẻ ra sao? Họ cần làm những gì? Họ thay đổi bản thân mình ra sao để người trẻ chấp nhận những bước đồng hành mình thực hiện với người trẻ ấy? Và cuối cùng buổi thứ năm, chúng ta phải chọn lựa những hành động, đâu là những hành động mà chúng ta cần phải làm để chúng ta có thể thực hiện việc đồng hành thật hữu hiệu và thật tốt như giáo hội và như gia đình Salesian mong muốn. Vâng, theo như cha trình bày thì những cái chuyên đề rất là thú vị. Chúng con xin cảm ơn cha đã sẵn sàng cho chúng con buổi phỏng vấn này. Cảm ơn cha vì sự đam mê mà cha dành cho người trẻ. Cũng xin cảm ơn đến quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào những chuyên đề sắp tới. Xin cảm ơn Ban Truyền thông và cũng xin tiếp tục giới thiệu để khi tập sách Người Salesian Trẻ và Đồng Hành, Đường Hướng và Hướng Dẫn được phát hành, mong quý vị cũng sẽ hưởng ứng. Xin chân thành cảm ơn.